đồng hồ luôn á. Mình sợ ai phát hiện ra hả? Chị Hoàng ơi, lên đây chị Hoàng, gần gần Gia Lai mình nè, quá trời luôn, đông đông người coi lắm. Dạ em mới tới nè. Về giờ quay đúng không? Cái chai nước người ta đang dâng lên đã xin đó, có hình đó, đó cho nên là cầu sao cho 600 hectare rừng người ta đang tính phá lên cho họ hết mùa, quá tuyệt vời. Em mới lên chị, gần mình mà, từ nhà em lên thì có 20 cây chứ mấy, ngay đây. Đứng ở bên ngoài là mọi người sẽ không thấy gì hết. Đông lắm nha, trời ơi, đông quá trời luôn. Quay gần thì đâu có thấy rõ đâu, mình quay xa xa một tí. Em nó mở ra là thấy cái mũi to mà. Là do chị để cái camera ấy chị. Chị để cái camera đói, chị không thấy. Chị về nhà chị che, chị thấy. Em không có. Em chợ, của chị sao bị đen vậy ta? Cái này. Ở trên chị Bả Gia Lai, chị Bả Gia Lai anh, từ nhà em lên đây, từ nhà anh lên đây chắc tầm 40 cây á. Sao máy chị đen vậy ta? Nhưng mà chị không thấy cái mũi là được rồi. Mũi mắt miệng còn nguyên chi thấy không? Em có thấy không? Chưa thấy chứ này. Chị quay, chị lấy máy em quay không, chị gửi qua máy chị nè. Máy gì cho quay rõ nhỉ? Không, cái máy này em lại quay không được, mà máy 13, 14, 11 này lại quay được nha. Máy 14 này quay nó bị mở. Máy chicken hand này còn quay được nè. Máy 13 quay nó sao nhỉ? 13, 14 quay nó tối lắm. Quay nó bị sao. Đúng rồi, mới lên này Ngân. Đỉnh không? Cái này thấy rõ, rệt luôn á. Tối buổi tối là có hình mẹ nữa nha, mà hình mẹ mọi người che mất rồi không thấy được. Có một hình buổi tối có hình cả mẹ nữa. Công an rồi ra đây là làm việc rồi bà con được chiêm ngưỡng. Quá trời tuyệt vời. Đó giờ bắt đầu tới giờ tối rồi đó. Không gì. Thảo mày có thấy cái hình Chúa Giêsu hiện ra không? Đây nè, đó. Mọi người đang tính chặt cây này mà tính chặt mà bán cho nhà chùa mới cùng là hiện lên hình Chúa Giêsu. Sao giờ đến thu vậy? Đây, đó thấy không? Rõ. Rõ quá trời luôn. Mà sao hay là do mình thấy tối ấy? Mọi người xem qua phát trực tiếp có thấy. Chứ sao em thấy nó tối om. Ừ, là mới lên nè, nghe phải lên liền chứ.